Transforming Art, gọi tắt là TA, là một trong những phương pháp thực hành chính mà chúng ta sử dụng tại Diviners. Transforming Art là một phương pháp cho phép chúng ta được chuyển hóa thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật và thiền định. Nghệ thuật bằng với ngẫu hứng, thiền bằng với nhận thức. Khi ngẫu hứng kết hợp với nhận thức, chúng ta có phương pháp nghệ thuật chuyển hóa, TA. Trong kỹ thuật này, chúng ta thực hành những bài tập nghệ thuật và chánh niệm phong phú, giúp chúng ta giải thoát khỏi những tắc nghẽn về mặt cảm xúc. Sự tự do chính là nền tảng của phương pháp này, giúp chúng ta có thể nhận ra con người thật của mình. Sáng tạo là dòng chảy năng lượng tự do tồn tại sâu thẳm trong mỗi người. Đây chính là cách chúng ta biểu đạt về thế giới. Khi bạn cho phép nguồn năng lượng nghệ thuật được tự do, chúng ta đang có nhận thức trọn vẹn về dòng chảy này, để không bị chặn lại bởi những điều kiện, phán xét và so sánh với người khác. Nếu chúng ta cứ để năng lượng sáng tạo tự nhiên của mình chảy tự do và theo cách riêng của nó, chúng ta sẽ tự nhiên bắt đầu ca hát, nhảy múa, vẽ tranh và thậm chí còn hơn thế nữa. Khi chúng ta bắt đầu hòa mình trong dòng chảy nghệ thuật, tất cả những gì chúng ta phải làm là cho phép bản thân mình trở thành chính mình và quan sát thật kỹ. Cho phép và quan sát, dòng chảy và nhận thức, đó là cách sự chuyển hóa bắt đầu. Với việc thực hành thường xuyên kỹ thuật này, chúng ta tăng khả năng tiếp cận với nguồn sáng tạo của mình. Tất cả những khối tắc nghẽn cảm xúc bắt đầu giải phóng. Cuối cùng, đưa chúng ta đến trạng thái thiền định sâu hơn và sau đó thanh lọc bản thân. Thiền là thực hành thiết yếu của cuộc sống. Thiền là quá trình giúp chúng ta quay trở lại cội nguồn của mình. Vì con người chúng ta có xu hướng vội vàng chạy theo những ký ức trong quá khứ và những kế hoạch trong tương lai. Chính điều này tạo ra sự chia rẽ trong chúng ta, dẫn đến trạng thái căng thẳng và trầm cảm. Thiền giúp chúng ta thoát khỏi trạng thái đó, mang lại sự tự do và lễ hội trong cuộc sống. Thiền là nguồn năng lượng miễn phí và là con đường dẫn đến sự khai sáng. Thiền có tác dụng hữu ích như thuốc cho bất kỳ vấn đề thể chất hoặc tinh thần nào, bằng cách giải phóng các khối cảm xúc kết nối với chúng. Thiền có nghĩa là nhận biết. Khi chúng ta thực hành thiền định, ta cải thiện nhận thức để hiểu thực tại và khám phá sự thông tuệ bên trong.